Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của anh Hiệp, và hiện tại em đang có mặt ở xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Và đây cũng là vị trí của lô đất mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến anh chị. Lô đất của chúng ta ngày hôm nay với tổng diện tích là hơn 9 sào. Thì anh chị có thể thấy ha, hiện trạng của lô đất thì trên đất của mình là đã có trồng sẵn thanh long rồi ha anh chị ha. Và lô đất ngày hôm nay thì khá là vuông vắn và bằng phẳng. Thì từ vị trí của mảnh đất anh chị đi khoảng 300 mét nữa thì mình đã ra đụng được cái đường bê tông. Và từ vị trí đường bê tông thì mình đi khoảng hơn một cây nữa thì mình đã ra được đến quốc lộ rồi. Thì nó cũng khá là thuận tiện cho việc mình di chuyển ha anh chị. Và lô đất ngày hôm nay nó nằm trong khu dân cư, cơ sở hạ tầng như anh chị đã thấy nó có đầy đủ rồi ha. Và em xin công khai giá bán của lô đất ngày hôm nay với tổng diện tích là hơn 9 sào thì giá bán cho lô đất ngày hôm nay là 3 tỷ 900 triệu nha anh chị. Tóm lại lô đất của chúng ta ngày hôm nay nó chỉ có như vậy thôi. Nếu anh chị quan tâm đến lô đất này cũng như các sản phẩm khác thì có thể gọi cho bên em với số điện thoại bên dưới để bên em có thể phục vụ và hỗ trợ anh chị tốt nhất ạ. Cảm ơn anh chị đã quan tâm. Bye bye.